Ơi, hiện tại Quang đang ngồi trong chiếc Accent 1.5 phiên bản cao cấp nha anh chị. Ở phiên bản cao cấp này thì mình có hỗ trợ giữa làn đường, trong có Maxxen nè, chân ga tự động cruise control. Đây là lẫy số tay trên vô lăng, đèn pha tự động, màn hình thông tin thì 10.25 inch. Màn hình giải trí thì mình 8 inch nha, nhưng mà cái dưỡng mình thì cũng 10.25 inch. Đó. Rồi ở đây anh chị hát điều hòa tự động làm mát hàng ghế phía trước nha. Đó. Sạc điện thoại không dây, remote vào chế độ lái, ba chế độ lái, ba chế độ lùa lái luôn. Đó, giờ ở đây Hoàng lưu ý mọi người nha, chút xíu Hoàng sẽ kết nối Apple CarPlay vào một cái điểm này anh chị hát chỗ này. Ai chỗ này thì nó có hai giao diện nha anh chị. Anh chị nhấn vô một cái là nó đổi sang giao diện giải trí. Và anh chị nhấn thêm một cái nữa thì nó đổi sang giao diện máy lạnh điều hòa nha. Đó. Giờ em Hoàng sẽ mở điện thoại lên và sẽ kết nối Bluetooth trước. Đây là cái giao diện tên màn hình nha anh chị. Thì cái trang chủ này thì mình không có vô, không có bấm vô đây được nha, thì mình chỉ thoát ra ngoài, mình thoát ra ngoài, mình thoát ra cái màn hình này rồi mình vuốt sang trái nha anh chị. Đó, giờ em Hoàng kết nối Bluetooth nè, thêm mới, đồng ý. Rồi em Hoàng mở điện thoại lên, Accent, có Accent, ghép đôi. Cho phép luôn. Đó, có gì mình đàm thoại gánh tay trên đây luôn nha anh chị. Đó. Sau khi em Hoàng kết nối Bluetooth á thì tự động cái xe nó sẽ hỏi mình có kết nối Apple CarPlay không. Trên điện thoại của em Hoàng là nó hiện ha, em Hoàng ok. Đó, em Hoàng ok. Đó, sau khi ok thì ở đây là cái giao diện của cái Apple CarPlay nha anh chị. Đó. Zalo, Telegram, Google Maps, cài đặt. Giờ cái này thì mình có thể vô Google Maps. Bản đồ. Kiếm cái để em Hoàng kiếm cái Google Map ra lệnh bằng giọng nói coi. Mình bấm ra đây nè. Thử coi. Hyundai Long An. Cả nhà thấy nó cũng là rất là nhạy nha cả nhà. Rất là nhạy nha. Rồi thì giờ Hoàng sẽ thử âm thanh để cho cả nhà cùng xem coi âm thanh ở chiếc Accent phân khúc B này coi nó có chất lượng hay không nha. Hai chế độ thay đổi thôi. Sao cả nhà thấy sao, nghe phê không? Còn cái này nhận xét cái loa thì em Hoàng không có kinh nghiệm về âm thanh, không có kinh nghiệm về âm thanh nên không có nhận xét được. Thì anh chị nào gành về âm thanh thì có thể nhận xét nha. Với lại đây chỉ là Accent cái dòng xe phân khúc B thôi nha, dòng xe phổ thông thôi nha anh chị. Đây là bản cao cấp, 1.5 cao cấp. Đó. Rồi hiện tại đối với bản này có giá công bố là 569 triệu, thì tại thời điểm này lăn bánh luôn cho cô chú anh chị á thì tầm khoảng 600 620 nha anh chị. Anh chị đưa trước 145 triệu là nhận xe nha. Mọi thông tin về chương trình khuyến mãi, giá lăn bánh thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ với em Hoàng nha.